chương 1081, đánh không lại liền gia nhập vào. 7, 10, 12, 4 v đất hoa tươi. Đế đô, thịnh thế đỉnh danh đầu tư công ty tổng kinh lý của bên trong phòng làm việc. Trần Minh nhìn lấy Ngụy Chí Hàng, đột nhiên hỏi có được hay không tính nhiệm vấn đề. Đối mặt Trần Minh hỏi, Ngụy Trí Hàng đáp lại, cái này một vấn đề đáp án, hoàn toàn quyết định bởi với Trần tổng chính ngươi. Trần Minh trầm mặt nhìn lấy Ngụy Chí Hàng. Ngụy Trí Hàng thản nhiên nhìn lấy Trần Minh. Ánh mắt hai người hội tụ, ai cũng không có lui bước cuối cùng là trần minh bỗng nhiên nở nụ cười hắn tiều tụy trên mặt nở rộ nụ cười sau đó đi tới ngụy chí hàng bên người vỗ vỗ ngụy chí hàng cánh tay lão ngụy chúng ta thịnh thế đỉnh danh gần đối mặt sinh tử tồn vong trước mắt ta hy vọng ngươi cùng ta đứng ở cùng là một cái trận tuyến chúng ta cùng qua cửa ải khó khăn sau đó cộng chế huy hoàng trần minh nói rõ nói ngụy chí hàng trầm ổn đáp lại nói ta chỉ hy vọng thịnh thế đỉnh danh kiên trì ta chính là thịnh thế đỉnh tên hạch tâm nguyên lão hơn nữa là cùng chung hoạn nạn nguyên lão giống như lão ngụy ngươi là cùng chúng ta thịnh thế đỉnh danh cùng chung hoạn nạn nguyên lão lần này vượt qua cửa ải khó khăn sau đó ta sẽ cùng trong nhà đề nghị để cho ngươi thăng làm đầu tư tổng giám trần minh đáp lại nói cảm ơn trần tổng ngụy chí hàng khách ký kế tiếp có hai chuyện muốn làm ơn lão ngụy ngươi xử lý chuyện làm thứ nhất đem chúng ta trọng thương cổ tận lực dựa theo giá tiền cao hơn bán ra do đó đem tài chính giải khai moi ra tới trần minh nói rõ nói ngụy chí hàng gật đầu kiện sự tình thứ hai đem chúng ta còn thừa lại 18. 6 ức tài chính đầu nhập đồng thị trường hàng hóa phái sinh. Trần Minh bổ sung nói rõ, nếu Vân Hải Dương lại tiết lộ tin tức, biểu thị hôm nay cùng ngày mai đồng thị trường hàng hóa phái sinh đều muốn dâng lên, chúng ta đây cũng theo kiếm một bả. Nguyễn Chí Hàng trực tiếp phủ định nói, Trần Tổng, chuyện làm thứ nhất có thể thao tác, nhưng kiện sự tình thứ hai, ta khuyên ngươi thận trọng suy nghĩ. Ừm. Trần Minh nghi hoặc nhìn Nguyễn Chí Hàng. Nguyễn Chí Hàng nói rõ nói, nếu như đây là một cái bẫy đâu. Trần Minh trầm mặt. Ngụy Chí Hàng tiếp tục nói, nếu như đây là một cái khổ nhục kế đâu? Khi ý ngươi là? Trần Minh hỏi. Ngụy Chí Hàng đáp lại nói, chúng ta bây giờ là tối trọng yếu chính là làm đâu chắc đấy, an tâm đầu tư công ty hiện nay đang ở phía trước chèn ép chúng ta, chúng ta nên cẩn thận một chút, nhìn nhìn lại thứ năm cùng thứ sáu tình huống A. Ngụy Chí Hàng bổ sung, chúng ta dựa theo Vân Hải Dương thuyết pháp vùi đầu vào đồng thị trường hàng hóa phái sinh, hoàn toàn chính xác có thể sẽ thắng, nhưng là có thể thất bại, nếu như chúng ta không hề làm gì, vậy nhất định sẽ không thua. Trần Minh suy nghĩ một chút, dường như đúng là cái này một cái đạo lý. Nếu như tùy tiện đầu nhập vào đồng thị trường hàng hóa phái sinh, thật vẫn có thể thua, sở dĩ thẳng thắng làm bộ không biết Vân Hải Dương thố lộ tin tức, tuyển trạch án binh bất động, mặc dù không cách nào thu được lợi nhuận, nhưng ít ra sẽ không tổn thất tiền vốn chứ. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Trần Minh mới chỉ có đáp lại nói, được chưa? Lần này cứ dựa theo lão ngụy đề nghị của ngươi xử lý. Giác quốc ma đô đồng thị trường hàng hóa phái sinh mở ra thời gian là buổi sáng 9, 00, 11, 30, buổi chiều 13, 30, 15, 00, cùng với một ít sở giao dịch đặc biệt thông cáo thời gian. Cái này một cái thời gian so với A thị trường chứng khoán tràn, sáng sớm sớm mở nửa giờ, buổi chiều muộn mở nửa giờ, tổng thể đều là 4 giờ. Trần Minh về nhà lúc nghỉ ngơi, hắn thuận tiện tra xét đồng thị trường hàng hóa phái sinh, hắn không có xem ma đô đồng thị trường hàng hóa phái sinh, hắn xem giống như luân đồng quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh bởi vì Trần Minh ít nhiều có nhất định lòng phòng bị để ý, đồng thời Ngụy Chí Hàng khuyên can cũng có tác dụng nhất định. Luân đồng quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh thời gian giao dịch càng dài đằng đẵng một ít, từ sáng sớm 8, không bắt đầu, mãi cho đến sáng sớm 2, không không kết thúc, cả ngày 18 tiếng thời gian giao dịch. Nguyên bản Trần Minh tương đương quể oải, nhưng ở buổi sáng lúc 11 giờ rưỡi, Trần Minh phát hiện đồng thị trường hàng hóa phái sinh đồng giá cả quả nhiên lần nữa dâng lên, đồng thời dâng lên biên độ đạt tới 2% trình độ tình huống như vậy làm cho trần minh có chút bất đắc dĩ hắn xác thực quá cẩn thận đồng thời nghe xong ngụy chí hàng kiến nghị nếu như hơi chút mạo hiểm một điểm dù cho chỉ thêm 10 lần đòn bẩy hiện tại liền buôn bán lời 20% a dựa theo 18. tám ước nguyên tiền vốn tính toán hắn liền buôn bán lời vượt lên trước 300 triệu tài chính nghĩ tới đây trần minh lập tức từ trên giường đứng lên hắn cho ngụy chí hàng gọi điện thoại chờ đợi chuyển được sau đó trần minh chuyện xưa nhắc lại lão ngụy lập tức đem tiền của chúng ta đầu nhập đồng thị trường hàng hóa phái sinh gấp 10 lần đòn bẩy làm nhiều cái này trần tổng chúng ta mới vừa liền nói tốt lắm lần này ngụy chí hàng chưa nói còn liền bị trần minh cắt đứt đủ rồi trần minh lên giọng trước khác nay khác chúng ta mạo hiểm một cái trần minh tiếp tục nói đem 18. tám sáu ức tài chính toàn bộ đầu nhập vào không muốn đầu ma đô đồng kỳ hạn giao hàng trực tiếp đầu luân đồng kỳ hạn giao hàng gấp 10 lần đòn bẩy làm nhiều được rồi. Ngụy Chí Hàng đáp lại, Trần Tổng, làm phiền ngươi cho ta phát một cái email, đồng thời tiến hành trao quyền thao tác. Hành. Trần Minh đáp lại. Sau khi cúp điện thoại, Trần Minh lập tức cho Ngụy Chí Hàng gửi đi email trao quyền, hắn biết đây là Ngụy Chí Hàng đang minh xác trách nhiệm, vạn nhất xuất hiện vấn đề, cái này một phong email có thể xác định trách nhiệm. Trần Minh tin tưởng phán đoán của mình, hắn cũng đổ là Vân Hải Dương tâm thái nhộn nhịp, do đó nói ra chân tướng. Trần Minh suy nghĩ khoảng khắc, hắn giặt đánh một chiếc điện thoại, do đó nhằm vào Vân Hải Dương tiến hành đối ứng an bài. Chương 1082, được ăn cả ngã về không quyết tâm. 8. 10. 12. 6 về đất hoa tươi. Ngày 28 tháng 2, Friday, đây, 9 giờ sáng chung. Đêm qua Trần Minh ở ngủ yên dược vật dưới sự trợ giúp đi vào giấc ngủ, hắn ngày hôm qua rất kích động, bởi vì chiều hôm qua hắn dết vào luân đồng thị trường đại hoạch toàn thắng, ở gấp 10 lần đòn bẫy dưới tác dụng, chỉ là một buổi chiều, hắn liền thu được vượt lên trước hai ức thu nhập, điều này làm cho Trần Minh vô cùng kích động. Bởi vì hắn cảm giác mình rốt cuộc kéo ra phản công an lương mở màn. Ngày hôm nay tỉnh dậy, Trần Minh tinh thần phấn chấn đi tới thịnh thế đỉnh danh đầu tư công ty tổng bộ, hắn đem Ngụy Chí Hàng gọi tới phòng làm việc, đi thẳng vào vấn đề hỏi, lão Ngụy, những thứ kia trọng thương cổ tình huống như thế nào? Ngụy Chí Hàn đáp lại nói, bởi vì có an tâm đầu tư công ty uy hiếp bờ, đồng thời an tâm đầu tư công ty công khai tại thị trường bên trên tỏ rõ muốn nắm bắn chúng ta trọng thương cổ, hiện nay tạm thời không có cơ cấu nguyện ý tiếp nhận. Ngụy Chí Hằng tiếp tục nói, dù sao ở an tâm đầu tư công ty dưới vi hipper nếu như an tâm đầu tư công ty nguyện ý duy trì liên tục lỗ lã, ai tiếp thủ chúng ta trọng thương cổ, đó chính là bị chiều sâu bảo hộ. Trần Minh sâu hấp một khẩu khí, hắn mơ hồ có chút tức giận, cái này an lương kinh người quá đáng. Dường như Ngụy Chí Hằng nói giống nhau, hiện tại an tâm đầu tư rõ ràng muốn làm thịnh thế đỉnh danh, tài chính trong vòng không bí mật, ai lại nguyện ý nằm nước đục đâu? Mọi người đều biết an tâm đầu tư công ty luôn luôn không quá nhúng tay a à của chuyện nội bộ an tâm đầu tư công ty bình thường đều là ở thị trường chứng khoán Mỹ kiếm tiền, gần nhất càng là nghe đồn an tâm đầu tư công ty sát nhập vào quốc tế kim loại hiếm thị trường, quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh, cùng với ngoại hối thị trường. Những thứ này thị trường thể số lượng cực đại, an tâm đầu tư công ty rõ ràng ở nơi này chút thị trường kiếm tiền, sau đó sát nhập A thị trường chứng khoán tràn, liều mạng thua thiệt đều muốn làm thịnh thế đỉnh danh. Như vậy dưới tình huống, căn bản không người nào nguyện ý cùng an tâm đầu tư công ty đối nghịch một phần vạn trợ giúp thịnh thế đỉnh danh dưới tình huống bị an tâm đầu tư hận tới, cái kia không phải là mình xui xẻo. Sở dĩ thịnh thế đỉnh tên trọng thương cổ, rõ ràng đều là tốt cổ phiếu, rõ ràng tiềm lực trưởng thành cũng không tệ, nhưng chính là không người nào nguyện ý tiếp nhận, nguyên nhân chính là sợ đắc tội an tâm đầu tư công ty. Mấy tên khốn kiếp này sợ đắc tội an tâm đầu tư, vậy xuống giá, hạ giá tiền xuống một chút, chỉ cần giá cả đến rồi vị, luôn có người nguyện ý đắc tội an tâm đầu tư. Trần Minh nói rõ nói. vị Chí Hàng cự tuyệt khuyên bảo, không thể a. À. Trần Tổng, chúng ta trọng thương cổ, ngoại trừ bạo lôi bạch ninh sinh vật ở ngoài, còn lại cổ phiếu toàn bộ đều không sai, tương lai phát triển tiềm lực phi thường tốt, chỉ cần chúng ta vượt qua được, nhất định có thể vọt lên tới. Ngụy Chí Hàng khuyên lơn. Trần Tổng, xin tin tưởng ta, những thứ này cổ phiếu thực sự cũng không tệ, chúng ta ráng nhịn chút nữa. Ngụy Chí Hàng tiếp tục khuyên bảo. Trần Minh thở dài vỗ vỗ Ngụy Chí Hàng cánh tay, lão Ngụy, ngươi nói ta đều biết, tất cả trọng thương cổ đều là ta tự mình chọn lựa, ta còn có thể không biết phát triển của bọn họ tiềm lực sao? Thế nhưng chúng ta không có thời gian à? Trần Minh thở dài. Trần Minh tiếp tục nói: An tâm đầu tư từng bước ép sát. Chúng ta đối ngoại đầu tư lộ tuyến đã bị trùng điệp phong tỏa, vô luận là triều đình phương diện, vẫn là thị trường cổ phiếu phương diện, chúng ta đã dần dần tiến nhập tuyệt lộ. Hiện tại chính là muốn bán ra trọng thương cổ, dĩ nhiên cũng bị an tâm đầu tư phong tỏa. Ngươi nên minh bạch chúng ta tình cảnh trước mắt. Trần Minh có chút đồi bại. Hiện nay, vô luận là Trần Minh vẫn là thịnh thế đỉnh danh, kỳ thực đều đã dần dần đi vào tuyệt lộ, đối mặt an tâm đầu tư công ty từng bước ép sát, lại tăng thêm an lương tính kế, Trần Minh cùng thịnh thế đỉnh danh đô không gì sánh được gian nan. Lão Ngụy, ta biết ngươi là vì thịnh thế đỉnh danh đang suy nghĩ, nhưng tin tưởng ta, lần này ta có thể chiến thắng, ta có biện pháp đối phó an lương. Trần Minh đáp lại nói. Trần Minh đã khởi động cao cấp nhất quân cờ, hắn chuẩn bị đem cái này một viên quân cờ nằm vùng ở Vân Hải Dương bên người, do đó đi qua Vân Hải Dương thu được tình báo tư liệu. Trần Minh đã không phải suy nghĩ lại đối kháng chính diện An Lương, hắn chuẩn bị trước tích xúc lực lượng, đây là cổ nhân trí tuệ, quản kích lương, báo thù nữa cũng không trễ. Nhưng chuyện này là cơ mật tối cao, tuy là hắn tin tưởng Ngụy Chí Hàng, nhưng là không chuẩn bị nói ra. Nhưng là, nếu như ở An Tâm Đầu Tư Phong tỏa dưới, nếu như chúng ta muốn bán ra thập nhị chi trọng thương cổ, dưới tình huống bình thường đại khái có thể giá trị 90 ức, nhưng bây giờ có thể hay không đến 60 ức, vẫn là một cái tự đại vấn đề. Ngụy Chí Hàng nói rõ nói, một lần lỗ lã một phần ba, thực sự nhiều lắm, Trần Tổng, ngươi suy nghĩ một chút nữa a à. Ngụy Chí Hàng khẩn cầu nói. Một phần ba thiệt thòi tổn hại, ước chừng 30 ức. Trần Minh trong lòng nhanh chóng tính toán một phương, nếu như hôm nay đồng thị trường hàng hóa phái sinh phòng 3%, hắn chuẩn bị áp lên đi gấp 20 đòn bảy, đó chính là thu lợi 60%. Nếu như thu hồi lại 6 tỷ tài chính, cái kia 60% lợi nhuận chính là 36 ức, đem hao tổn 30 ức tính toán bên trên, còn có thể kiếm được 600 triệu lợi nhuận. Trần Minh lập tức làm ra quyết định, hiện tại không đến 9 giờ nhất khắc, ta cần 10 giờ trước giải quyết chuyện này, chúng ta lỗ lã 30 ức dưới tình huống, phải có người có thể ở trong vòng 40 phút tiếp thu hiệp nghị, đồng thời thanh toán đối ứng tiền bạc chứ. Đây là Trần Minh được ăn cả ngã về không quyết tâm. Trần Minh hiện tại đã dần dần lâm vào trong điên cuồng, dù sao thịnh thế đỉnh danh là thật bị an tâm đầu tư đẩy vào góc chết nữa à. Chương 1083, đệ ngũ tầng tái hiện, kỳ thực tất cả đều là lương ca ở phía sau màn thao túng. 9, 10, 12, 8V đúc hoa tươi. Đối mặt Trần Minh được ăn cả ngã về không, Ngụy Chí Hàng trầm mặt khoảng khắc, mới chỉ có đáp lại nói, "Trần tổng, không có chỗ thương lượng rồi sao?" "Lão Ngụy, ngươi tin tưởng ta, lần này thật không có vấn đề." Trần Minh nhìn lấy Ngụy Chí Hàng nói, "Chúng ta sẽ thắng, chúng ta biết lấy một loại phương thức khác thắng trở về." Ngụy Chí Hàng thở dài nói, "Được rồi, ta lập tức bắt đầu xử lý, tận lực ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành." "Không phải tận lực, mà là nhất định phải" Trần Minh nói rằng. Ngụy Chí Hàng bất đắc dĩ đáp lại, chỉ có thể tận lực. Đáp lại sau đó, Ngụy Chí Hàng đi ra Trần Minh phòng làm việc, hắn giặt đánh một chiếc điện thoại, chờ đợi đối phương sau khi nhận nghe, Ngụy Chí Hàng mở cửa cửa thấy nói rằng, Mã Tổng, chúng ta bên này thấp nhất báo giá 70 ức, nếu như các ngươi tiếp nhận rồi, chúng ta lập tức có thể giao dịch. 70 ức quá cao, chúng ta thu mua các ngươi những thứ này cổ phiếu, sẽ trực diện an tâm đầu tư, còn không biết có thể hay không bị an tâm đầu tư ghi hận, tối đa 60 ức, không có giá tiền cao hơn tên là mã tổng người trong điện thoại đáp lại. Ngụy Chí Hàng hơi chút chần chờ một chút, mới chỉ có đưa ra ý kiến, các ngươi nhất định phải ở 10 giờ phía trước gửi tiền. Chỉ cần cổ quyền chuyển nhượng thư xác định, chúng ta một giây kế tiếp liền gửi tiền. Mã tổng lần nữa đáp lại. Đó không thành vấn đề. Ngụy Chí Hàng bằng lòng. Hợp tác vui vẻ. Mã tổng đáp lại. Hợp tác. Khoái trá. Ngụy Chí Hàng miễn cưỡng nói. Ma đô. Sông nhỏ hoa viên, sáu đóng số 303 phòng trong phòng khách. An Lương ngồi ở trên ghế salon, Lương Tuyết rút vào An Lương bên người, nàng đang ở chơi làm tiêu tan trò chơi nhỏ, An Lương điện thoại di động phát ra ngoài chung điện tiếng. Lương Tuyết lập tức đem điện thoại di động của mình yên lặng, do đó tránh cho ảnh hưởng An Lương. An Lương nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là Tê Quốc Tống Nhân, hắn sự trượt màn hình nghe, trước một bước mở miệng nói, đại ca tốt. Lão đệ tốt, ngươi an bài sự tình giải quyết rồi, sáu tỷ thu mua tất cả cổ quyền. Tống Nhân đáp lại nói. Ma sai thành công. An Lương phản vấn. Giống như. Chủ yếu là đối phương nhân vật trọng yếu hát đôi. Được rồi, ngươi như thế nào xúi dục đối phương nhân vật trọng yếu? Tống Nhân tò mò hỏi. An Lương nở nụ cười, lần này chúng ta chí ít có thể lấy kiếm 10 viên ở trên, chúng ta một nửa chia đều, đại ca cảm thấy thế nào? Cảm ơn lão đệ chiếu cố, thực sự rất cảm tạ, ta vừa lòng phi thường. Tống Nhân đáp lại. Đối phương vì thịnh thế đỉnh danh đi theo làm tùy tùng, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng ta nghe đối phương nói ở đế đô liền phòng ở đều không có mua sắm, ta chỉ là sắp xếp người nói cho hắn biết một câu nói." An Lương nói. "Nói cái gì?" Tống Nhân cảm giác hứng thú hỏi. "Ta nói cho Ngụy Chí Hàn, đừng làm cho cái này một tòa cổ xưa lại vĩ đại thành thị để lại hắn thanh xuân, nhưng không có để lại hắn." An Lương bình tĩnh nói. "Giống như Ngụy Chí Hàn là kẻ phản bội." An Lương đã thu mua Ngụy Chí Hàn. Trần Minh trước phạm kỵ an bài quân cờ, An Lương tự nhiên phương pháp trái ngược. Ngụy Chí Hàng nhìn như lặp đi lặp lại nhiều lần vì thịnh thế đỉnh danh làm suy nghĩ, kỳ thực tất cả đều là phản sáo lộ mà thôi, do đó triệt để tiêu trừ Trần Minh đối với Ngụy Chí Hàng hoài nghi. Lần này Trần Minh quyết định bán ra thập nhị chi trọng thương cổ, dù cho Bạch Ninh sinh vật có tài vụ làm giả vấn đề, nhưng chỉ gần 6 tỷ giá cả, nhất định là kiếm lời lớn. Dường như Ngụy Chí Hàng nói giống nhau, ngoại trừ Bạch Ninh sinh vật ở ngoài, thịnh thế đỉnh tên sở hữu trọng thương cổ, toàn bộ đều là tiềm lực hình cổ phiếu, nếu như kiên trì nữa kiên trì, nói không chừng sẽ gấp bội thậm chí lật vài lần. Chỉ tiếc, Trần Minh cũng không sai, thịnh thế đỉnh danh thực sự không có thời gian. Bây giờ thịnh thế đỉnh danh bị An Tâm Đầu Tư tầng tầng phong tỏa, khắp nơi nhằm vào, dù cho muốn đối ngoại đầu tư, không phải là bị An Tâm Đầu Tư tiệt hồ, chính là bị An Tâm Đầu Tư phong tỏa, bằng không chính là hạng mục không có đầu tư cần thiết. Như thịnh thế đỉnh danh nếu không thay đổi, vậy chỉ có thể bị An Tâm Đầu Tư mãn tính giết chết. Mặc dù thịnh thế đỉnh danh ôm lấy còn lại mấy tỷ tài chính cũng vô ích, trừ phi Trần Minh cam tâm coi như một cái phú gia ông từ đây làm cho mấy tỷ tài chính cất giữ trong trong ngân hàng. Bất quá An Lương biết Trần Minh không có khả năng nguyện ý. Nếu như Trần Minh là cái loại này tính cách, hắn đã sớm cho An Lương xin lỗi nhận sai, do đó tránh cho phía sau sự tình phát sinh, càng không thể nào phát sinh người đứng bên cạnh hắn đều bị An Lương thu mua tình huống. Sở dĩ, Trần Minh vẫn còn ở tầng thứ nhất, hắn tự cho là đúng tìm được rồi đối phó An Lương phương pháp xử lý, nhưng kỳ thật tất cả đều là An Lương ở phía sau màn thao túng. Trần Minh lớn nhất thất bại, chính là hắn không có chia sẻ lợi ích nếu như trần minh chia sẻ lợi ích nếu như ngụy chí hàng ở đế đô có phòng của mình sinh an lương còn có cơ hội thu mua ngụy chí hàng sao sợ rằng khả năng không lớn chứ đường đường một cái tài sản quản lý đầu tư công ty đầu tư quản lý dĩ nhiên tại đế cũng mua không nổi phòng thật chính là vô cùng ngoại hạng sự tình dù cho thịnh thế đỉnh tên đầu tư kết cấu rất đơn giản đại lượng công tác là trần minh hoàn thành đồng thời rất nhiều hạng mục đều là triều đình nhưng đầu tư quản lý tốt xấu cũng coi như trung cao tầng dĩ nhiên tại đế cũng mua không nổi phòng xác xác thật thật có điểm thái quá xét thấy tình huống như vậy an lương tự nhiên dễ như trở bàn tay thu mua ngụy chí hàng dù sao ngụy chí hàng cũng là người biết hắn nhìn ra được thịnh thế đỉnh danh đã đại hạ tương khuynh an tâm đầu tư cụ bị đạt được thắng lợi toàn bộ điều kiện thuyền muốn chìm lại có mấy cái thủy thủ phải bồi thuyền trưởng cùng chết ngụy chí hàng chỉ là làm ra hắn chính mình lựa chọn mà thôi mấu chốt là dựa theo an lương kế hoạch ngụy chí hàng căn bản không cần trả bất cứ giá nào hắn chỉ là ở đặc định thời điểm cố ý phản xáo lộ vì thịnh thế đỉnh danh suy nghĩ mà thôi do đó dùng phản xáo lỗ kích thích Trần Minh. Giả như nói Ngụy Chí Hàng khuyên bảo Trần Minh đầu nhập đồng thị trường hàng hóa phái sinh, thậm chí là đem sở hữu trọng thương cổ bán đi đầu nhập đồng thị trường hàng hóa phái sinh, cái kia Trần Minh không chút do dự sẽ cự tuyệt, thậm chí trực tiếp hoài nghi Ngụy Chí Hàng. Dù sao ban sơ thời điểm, Trần Minh liền hoài nghi tới Ngụy Chí Hàng. Chính là bởi vì Ngụy Chí Hàng một lần lại một lần ngăn cản Trần Minh, Trần Minh chính mình phát hiện đồng thị trường hàng hóa phái sinh xác thực dường như Vân Hải Dương nói giống nhau, hắn mới chỉ có hạ quyết tâm được ăn cả ngã về không. Nếu không là phản xáo lộ thành công, lại làm sao có khả năng làm cho Trần Minh được ăn cả ngã về không? Đáng thương Trần Minh, từ đầu tới đuôi đều ở đây an lương trong kế hoạch của, dường như Phật như Lai trong lòng bàn tay Tôn Hầu Nhi, tự cho là đằng vân giá vụ không gì làm không được, nhưng trên thực tế căn bản không có chạy ra an lương lòng bàn tay. Dù sao lương ca là đệ ngũ tầng tuyệt thế cao nhân. Trần Minh Tầng thứ nhất người đáng thương mà thôi. Chương 1084, Tâm Nguyện Thâm ý 10, 10, 103 V đúc hoa tươi. An Lương cùng Tống Nhân kết thúc giao lưu, hắn cúp điện thoại, sau đó nhéo nhéo Lương Tuyết gương mặt. Mới vừa Tống Nhân điện thoại đánh lúc tới, Lương Tuyết đóng cửa làm tiêu tan trò chơi nhỏ thanh âm cái này một chi tiết cử động bị An Lương phát hiện, cái này tiểu diễn viên là thật hiểu chuyện. Hôm nay tâm tình không tệ, ngươi có cái gì không tâm nguyện? An Lương dò hỏi. Ngày hôm nay đúng là một cái ngày lành. Nguyên bản thịnh thế đỉnh danh dường như trong hầm cầu tảng đá, đơn giản là vừa thúi vừa cứng, từ ngoại bộ căn bản là không có cách đánh nát nó. Nhưng bây giờ thịnh thế đỉnh danh một khối này trong hầm cầu tảng đá nát rồi. Trần Minh đích thân đánh nát nó. Lương Tuyết không có hứa nguyện, nàng hỏi ngược lại, hôm nay ngươi muốn đi sao? Ừm. An Lương khẳng định gật đầu, ta có một chuyện trọng yếu tình cần xử lý, ngày hôm nay phải trở về thịnh khánh xử lý một chút. Hôm nay đã là ngày 28 tháng 2, ngày mai sẽ là hổ sĩ bình đài 2019 hàng năm streamer tranh cử hoạt động ngày cuối cùng. An Lương nói muốn đem tiểu hồ ly đưa lên hạng nhất. An Lương còn có 4.500 vạn hổ sĩ tiền nạp tiền định mức không có sử dụng, nếu mà bắt buộc dưới tình huống, những thứ này hổ sĩ tiền đều có thể nạp tiền khen thưởng cho tiểu hồ ly tinh, từ đó thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. An Lương đang mong đợi hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ thưởng cho. Lúc nào trở về đây? Lương Tuyết hỏi. 3 giờ chiều chuyến bay. An Lương đã đặt trước chuyến bay, sau đó tối hôm nay còn có thể cùng tiểu hồ ly tinh cùng nhau ăn cơm. Ta tâm nguyện, ngươi đã giúp ta toàn bộ hoàn thành, ta chỉ hy vọng ngươi có thời gian thời điểm, còn nhớ rõ ta, còn biết được bồi bồi ta. Lương Tuyết nhẹ giọng nói rằng, nàng phía trước bị thánh quan trù tính công tư tuyết giấu, nàng tâm nguyện là thoát ly thánh quan công ty kinh doanh, An Lương giúp nàng thực hiện cái này một cái tâm nguyện. Làm thoát khỏi thánh quan công ty kinh doanh thời điểm, Lương Tuyết vốn là cho là mình phải gian nan đơn đã độc đấu, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là tái hảo hảo quay phim, sau đó An Lương lại thỏa mãn nàng tâm nguyện, trực tiếp cho nàng cầm rồi một cái, của thần truyền thuyết cất nữ số 2 kịch bản. Đồng thời tặng cho giá trị hơn 3 triệu hai chiếc xe, đồng thời thêm vào đầu tư 300 vạn thành lập thuộc về của nàng phòng làm việc, trả lại cho nàng 70% cổ phần. Lương Tuyết một số thời khắc biết cảm giác mình là ở nằm mộng. Giống như Lương Tuyết một số thời khắc thực sự cho rằng mình đang nằm mơ, đây hết thảy hết thảy đều nằm mộng mà thôi. An Lương ôm Lương Tuyết, ban sơ thời điểm, cái này tiểu diễn viên là bởi vì lợi ích tới gần hắn, theo cùng cái này tiểu diễn viên duy trì liên tục tiếp xúc, An Lương phát hiện cái này tiểu diễn viên kỳ thực rất truyền thống, dù sao hắn đã lấy được ức vạn tử tôn không về kỳ thưởng cho hơn nữa là ở lương tuyết trong nhà bắt được ức vạn tử tôn không về kỳ thưởng cho hiện tại hắn chủ động hỏi lương tuyết có hay không có tâm nguyện hắn vốn là cho rằng lương tuyết sẽ phải có nguyện vọng gì thậm chí là muốn một bộ phòng gì gì đó dù sao an lương đã biết sông nhỏ hoa viên một bộ này phòng không phải lương tuyết mua chỉ là lương tuyết thuê mà thôi kết quả cái này tiểu diễn viên không có gì cả muốn chỉ là làm cho hắn không nên quên nàng đồng thời nhiều bồi bồi nàng mà thôi cái này một cái tâm nguyện thật đúng là thế nhân đều nói diễn viên vô tình ai biết diễn viên tình thâm. An Lương đem Lương Tuyết bế lên, lại đi hướng phòng vệ sinh thời điểm, hắn nhẹ giọng nói rằng, ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao sẽ quên ngươi. Ngươi cũng biết hống ta. Lương Tuyết khó có được làm nũng, nàng kỳ thực thực sự cho rằng An Lương đang dỗ nàng. Bởi vì nàng xem qua Lý Tịch Nhan, nàng biết Lý Tịch Nhan đẹp bao nhiêu, cũng biết Lý Tịch Nhan cái kia một cổ thanh thuần ngây thơ khí chất có bao nhiêu hấp dẫn người. Lân cận 12 giờ trưa. Lương Tuyết nằm nghiêng, nàng một tay khoác lên An Lương trên người, ta ngày mùng 8 tháng 3 liền muốn đi đế đô, phía sau quay phim có thể sẽ rất vội vàng. Ừm, nếu như ta đi đế đô, ta sẽ liên hệ ngươi, ngược lại ta cũng nhận thức ngươi tiểu trợ lý. An Lương vừa cười vừa nói. Lương Tuyết không có ở nói, nàng nỗ lực hưởng thụ cùng nhớ kỹ giờ khắc này ấm áp, nếu như đây chính là sau cùng ôn nhu, nàng cảm giác mình cũng có thể tiếp thu. Lân cận một giờ, An Lương An Lương Tuyết nấu nước lạnh trứng gà, do đó cho rằng cơm trưa, chủ yếu là An Lương không ăn mì ăn liền, Lương Tuyết lại chỉ biết nấu mì ăn liền hoặc là trứng gà luộc, sở dĩ hai chọn một mà thôi, chỉ có thể là nước lạnh trứng gà. An Lương liên tục ăn bốn cái nước lạnh trứng gà, hắn uống một ly sữa bò, sau đó lại nhéo nhéo lương tuyết gương mặt, hắn nhắc nhở, tiểu diễn viên, ta trước nói với ngươi, con người của ta rất hẹp hòi, các ngươi nghề giải trí sự tình có tương đối phức tạp, sở dĩ ngươi muốn chính mình chú ý, hiểu không? An Lương thêm vào nói, nếu có chuyện phiền toái gì, ngươi trực tiếp liên hệ ta, ta trực tiếp giúp ngươi xử lý. Lương tuyết ôm nhu gật đầu, biết rồi, ta nào dám đâu, ta tất cả nghe theo ngươi ngoan. An Lương xoa xoa tóc của nàng, cốt lắm, ta chuẩn bị trở về Thịnh Khánh, phía sau đến rồi đế đô, ta lại liên hệ nhỉ. Ừm. Lương Tuyết khéo léo gật đầu. Buổi chiều tiếp cận 2 giờ đồng hồ, An Lương lái xe đi trước đông phổ phi trường quốc tế, hắn đặt trước khoan hạng nhất, vô luận là kiểm tra an ninh, vẫn là đăng ký, toàn bộ đều có việc phục vụ thông đạo, tự nhiên không cần nói 2 giờ trước đi qua. Làm An Lương đạt đến phi trường thời điểm, may mắn một đời hệ thống phát ra gợi ý. Ken. Mời ký chủ chú ý, liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ nhất, ngày xưa vương giả, trọng trưởng thế giới, liên quan đặc thù nhiệm vụ, vận mệnh lựa chọn, thành thục cùng thiên chân. Như ký chủ chưa hoàn thành, ngày xưa vương giả, trọng trưởng thế giới, nhiệm vụ, đặc thù nhiệm vụ, vận mệnh lựa chọn, thành thục cùng thiên chân đem chịu ảnh hưởng. An Lương sửng sốt một chút, nhắc nhở này. Dường như bao hàm thâm ý. Chương 1085, đến từ tiểu hồ ly cảm động. một 10. Cầu hoa Tư duyệt vé tháng. Liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ nhất, ngày xưa vương giả, trọng trưởng thế giới, cùng đặc thù nhiệm vụ, vận mệnh lựa chọn, thành thục cùng thiên chân, có liên quan tình huống, An Lương phía trước liền đã biết. An Lương hiện tại chỉ cần hoàn thành vòng thứ nhất liên hoàn nhiệm vụ, liền có thể biết cụ thể phần thưởng chứ. Khoan hạn nhất quý khách phòng chờ máy bay trung, An Lương đang ở cho Dương Mậu Di gửi đi tin tức. An Lương, Tiểu Hồ Ly, bản vương ngày hôm nay trở về. An Lương tiếp tục đem số hiệu chuyến bay phát Dương Mậu Di, tự nhiên là làm cho Dương Mậu Di tới đón máy móc. Dương Mậu Di, tốt, đại vương, vừa lúc xế chiều hôm nay không có lớp, ta tới tiếp ngươi. An Lương, chờ một chút thấy. Dương Mậu Di, ân ân, chờ một chút thấy, Đại Vương Bi Dường như Vân Hải Dương điều khiển siêu xe cuối cùng sẽ gặp mặt các loại sự cố giống nhau, An Lương cưỡi máy bay thời điểm, còn thật không có gặp qua đẹp mắt không ngồi nhân viên. 5 giờ chiều 35, An Lương cưỡi lấy chuyến bay Bình An Long rơi vào thịnh khánh phi trường quốc tế. Ở quốc nội chuyến bay đạt đến cửa ra vị trí, lần này Dương Mậu Di ăn mặc thật dày áo lông, nàng xem thấy An Lương thời điểm kích động vẫy tay. Đại vương. Nơi đây. Dương Mậu Di kích động chào hỏi. Cái này con tiểu hồ ly cũng quá kích động chứ. Có sao nói vậy, hắn cùng tiểu hồ ly mới phân biệt hơn nửa tháng. Làm An Lương đi tới thời điểm, Dương Mậu Di trực tiếp nhào vào An Lương trong lòng, nàng ôm thật chặt An Lương, đầu chôn ở An Lương trong lòng ngực, nhẹ giọng nói rằng, Đại vương, ta rất nhớ ngươi a, à? Ta cũng nhớ ngươi. An Lương ôm lấy tiểu hồ ly. Chu Vi đi ngang qua lữ khách dùng dập tò mò nhìn hai người, làm cho Dương Mậu Di có chút ngượng ngùng. An Lương nắm Dương Mậu Di hướng dưới đất bãi đổ xe đi tới, vẫn là quy củ cũ, Dương Mậu Di làm cho An Lương lái xe. "Đại vương, ngươi ăn cơm tối sao?" Dương Mậu Di dò hỏi. An Lương phủ định đáp lại, "Còn không có đâu." Hắn tiếp lấy kêu nói, "Chẳng lẽ là ngươi đã ăn?" Kỳ thực An Lương biết Dương Mậu Di khẳng định không được ăn cơm chiều, tất nhiên là chờ đấy hắn. Sự thực cũng là cũng như ta cũng không có ta đang đợi đại vương trở về cùng nhau ăn cơm dương mậu di đáp lại nói đúng rồi đại vương ta tìm được rồi một cái ăn ngon lắm ngư tạp tiệm ừm ăn lương sửng sốt một chút đại vương trước đây nói qua thích ăn trứng cá sở dĩ ta liền thuận tiện tìm một cái rốt cuộc tìm được một nhà ngư tạp nhà bọn họ có trứng cá đồng thời mùi vị tương đối tốt dương mậu di nói rõ nói cái này thuận tiện sao chỉ sợ không phải bởi vì dương mậu di lời đã tự mâu thuẫn vừa nói thuận tiện một bên còn nói rốt cuộc tìm được, đây chính là chính mình bại lộ được rồi. An Lương trong lòng âm thầm cảm động, cái này con tiểu hồ ly luôn là ở trong lúc lơ đãng biểu lộ trong lòng đối với An Lương tình yêu, đồng thời tư thái của nàng phi thường thất. Ở đâu? An Lương dò hỏi, chúng ta ngày hôm nay liền đi ăn. Dương Mậu Di trên điện thoại di động thiết trí hướng dẫn, sau đó hình chiếu đến Mercedes, Benz Lock, AMG 63 trung khống trên màn ảnh, nàng đáp lại nói, kỳ thực liền tại Bắc Ngọc Khu, chỉ bất quá vị trí có điểm hẻo lánh, ở trúc hải bên kia một cái ngư trong trang bọn họ cung cấp ngư tạp nồi an lương theo hướng dẫn đi tới tiếp cận sau một tiếng rốt cuộc đã tới trúc hải ngư trang trúc hải ngư trang bên ngoài đã ngừng không ít xe riêng xem ra một nhà này điếm tài nấu ăn không sai tuy là vị trí tương đối vắng vẻ nhưng cũng không thiếu khách hàng cảm giác sau khi xuống xe dương mậu di chủ động lôi kéo an lương đi vào ngư trang nàng hô lão bản nương tới một cái ngư tạp nồi muốn nhiều hơn một điểm ngư trứng trứng cá ở thịnh khánh gọi là ngư trứng lão bản nương rõ ràng còn nhớ rõ dương mậu di, nàng khách khí đáp lại nói, nguyên lai like là ngươi a, à. ừm ân, bạn trai ta thích ăn ngư tạp, sở dĩ qua đây nếm thử. dương mậu di đang nói nam bằng hữu thời điểm, nàng còn thận trọng quan sát một cái an lương thái độ, thấy an lương không có ý phản bác, trong lòng nàng hơi chút tùng một khẩu khí. an lương kỳ thực phát hiện dương mậu di động tác, nhưng hắn làm bộ không có phát hiện, trong lòng hắn ngoại trừ âm thầm thở dài, còn có thể làm sao? chỉ có thể nói hảo hảo đối đãi tiểu hồ ly a nhất định không thể cô phụ nàng. Dương Mậu Di thuộc lạc lôi kéo An Lương đi tới một cái gần cửa sổ vị trí, ngoài cửa sổ chính là trong suốt gia thịnh giang, hai người sau khi ngồi xuống, Dương Mậu Di mà bắt đầu giới thiệu. Cái này một cái trúc hải ngư trang sở hữu ngư, toàn bộ đều sẽ ở cái kia một con sông trong khe nuôi nấng một tháng ở trên. Dương Mậu Di chỉ chỉ ngoài cửa sổ lạch ngòi. Nàng tiếp tục giới thiệu, tuy là gia thịnh giang có cấm câu cá lệnh, nhưng này một con sông câu không có, đồng thời lạch ngòi cùng gia thịnh giang trong lúc đó triệt để dùng lưới trắng trở cách đứng lên, lại tăng thêm làm mồi cho cá thời điểm, bọn họ sẽ không bỏ cho vào thức ăn gia súc, vẹn vẹn làm cho ngư chính mình tại lạch ngồi trung kiếm ăn, sở dĩ thông qua hoàn cảnh ngành xét duyệt. Loại mô thức này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tắm cùng khoảng thao tác? Sở dĩ gọi tắm ngư. Ăn lương nhạo bán nói, sau đó giả mạo hoang dại hà ngư. Không phải không phải không phải, bọn họ không phải giả mạo. Dương Mậu Di nói rõ nói, nhà bọn họ phía ngoài điếm chiêu trên có như vậy giới thiệu vắng tắt, bởi vì ở lạch ngồi trung nuôi một tháng sau, như vậy ngư cũng ăn ngon vô cùng, sở dĩ không cần giả mạo, ngược lại giá cả đồng dạng hơi đắt. Lấy cá chép hoa làm thí dụ, siêu thị trung thông thường cá chép hoa chỉ cần 7-8 đồng tiền một cân, nhưng nơi đây muốn 38 đồng tiền một cân. Dương Mậu Di nêu ví dụ nói rõ. Nguyên lai là thẳng thắng gian thương. Sau khi ngư tạp nồi đưa lên thời điểm, An Lương lập tức cải biến thái độ. Chúng ta đã sáng tạo ghi lại, chúng ta hoa tươi toàn bộ chiếm đệ nhất. Cảm kích. Chương 1086, tức con vạn tôn không về kỳ thật là thơm. 2. 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng Trúc Hải Ngư Trang Lão bản nương tự mình đem ngư tạp nồi bưng lên thời điểm, An Lương lập tức cải biến thái độ, bởi vì ngư tạp nồi mùi vị ngửi rất tốt, vàng cam cam cá trích tử thập phần mê người. Dương Mậu Di cho An Lương gấp một khối cá trích tử, nàng hô, đại vương, ngươi nếm thử, nhìn thích không? Thịnh Khánh ngư tạp nồi là tê cây thủy nấu phong cách, An Lương xốc lên cá trích tử thổi thổi giảm nhiệt, sau đó nhâm nhi thưởng thức. Mùi vị cũng thực không tồi. Không có mùi cá, cá trích tử nấu được vừa vặn ở trong miệng nhấm nuốt thời điểm cái loại này hạt vật chất cảm giác có điểm thoải mái ken ngẫu nhiên thưởng cho ký chủ thưởng thức được hoàn toàn mới khẩu vị trứng cá đồng thời thu được túc chủ khen ngợi hệ thống đặc biệt tưởng thưởng một tấm ức vạn tử tôn không về kỳ thưởng cho thẻ có thể cái ý nghĩ này thưởng ổn thỏa phía trước an lương ở đế đều thu được hai tấm ức vạn tử tôn không về kỳ thưởng cho thẻ hắn vốn là chuẩn bị lưu cho hạ gia hai tỷ muội ai biết ngoài ý muốn đi một chuyến ma đô sau đó hai tấm ức vạn tử tôn không về kỳ thưởng cho thẻ toàn bộ chi trả hiện tại vừa được một tấm ức vạn tử tôn không về kỳ thưởng cho thẻ an lương vừa lòng phi thường dù sao một tấm ức vạn tử tôn không về kỳ thưởng cho thẻ đó chính là non nửa trăm triệu thưởng cho an lương biểu thị nguyện ý không lưng đại vương ngươi cảm thấy ăn ngon không dương mậu di mong đợi hỏi an lương khẳng định gật đầu ăn thật ngon mùi vị xác thực tương đối khá đúng rồi ngươi cho nơi đây đập mỹ thực phim phóng sự an lương tò mò hỏi dương mậu di lắc đầu không có vốn là có kế hoạch nhưng đối phương không cho quay chụp hậu trù sở dĩ cuối cùng thủ tiêu an lương cười nói xem ra là có bí phương cũng không phải mỗi một lão bản đều giống như nước trong mạo đồ ăn tiệm cái kia tao bao lão bản giống nhau tài nấu ăn chật kỳ cục có một ít điểm bí phương thật sự là nhìn một cái sẽ cái loại này cấp bậc ừm đối phương nói bọn họ làm ngư là bảo mật gỗ vuông không muốn để cho chúng ta quay chụp dương mậu di khẳng định đáp lại dương mậu di vừa nói vừa tiếp tục cho an lương kẹp cá trích tử an lương hạ giọng trêu nói tiểu hồ ly ngươi đây là để cho ta bổ một chút sao dương mậu di hơi đỏ mặt nàng quyến rũ liếc một cái an lương an lương nuốt một mụn nước bọt cái này dương mậu di là thật hồ ly tinh cái kia mị hoặc nhãn thần quả thực làm cho an lương không cách nào tự kềm chế không nói ăn thêm chút nữa cá trích tử tích lũy tích lũy chính năng lượng ngày hôm nay chính đạo cự bá an đạo trưởng muốn hàng yêu phục ma an lương vừa ăn cá trích tử một bên tra xét may mắn một đời hệ thống tình huống, hắn phát hiện liên hoàn nhiệm vụ đặc thù phụ gia nhiệm vụ vẫn ở chỗ cũ có hiệu lực chung, sở dĩ hắn cần cố gắng thật nhiều chứ. Liên hoàn nhiệm vụ đặc thù phụ gia nhiệm vụ, chính đạo vinh quang. Chính đạo vinh quang, lấy chính đạo cự bá thân phận, mỗi một lần chinh phục hồ yêu, sẽ được 500 vạn hổ sĩ tiền nạp tiền định mức. Tuy là tưởng thưởng là hổ sĩ tiền nạp tiền định mức, cũng không phải là trực tiếp tiền tài, nhưng khen thưởng cho Dương Mậu Di, vô luận là Dương Mậu Di chính mình giữ lại, vẫn là cái này cái tiểu hồ ly tinh kiên quyết phải trả cho an lương vậy cũng là buôn bán lời được rồi di hổ sĩ bình Đài biểu thị cũng buôn bán lời a ngược lại lương ca sẽ không thua thiệt lân cận 9 giờ an lương cùng dương mậu di về tới lâm sơn cư an lương rõ ràng tặng cho một bộ giá trị gần trăm triệu khu nhà cấp cao cho dương mậu di nhưng cái này chỉ tiểu hồ ly tinh chính là không qua ngược lại đem lâm sơn cư một bộ này tiểu hai phòng ngủ một phòng khách triệt để ra mua hai người mới vừa vào nhà hồ ly tinh liền chủ động phát động công kích nàng ôm chính đạo cự bá an đạo trưởng chính đạo cự bá an đạo trưởng há có thể bị hồ ly tinh thuyết phục chính đạo cự bá an đạo trưởng trực tiếp đem hồ ly tinh ôm được buồn vệ sinh bảo vệ chính đạo vinh dự chiến đấu cũng không có dằn co lâu lắm liền trực tiếp ở trong phòng vệ sinh bảo phát hơn nửa giờ phía sau may mắn một đời hệ thống phát ra gợi ý Ken. chúc mừng ký chủ thành công bảo vệ chính đạo vinh quang quét thưởng 500 vạn hổ sĩ tiền nạp tiền định mức phía trước an lương đi qua bảo vệ chính đạo vinh quang lấy được nạp tiền định mức còn có 4.500 vạn lại tăng thêm lần này phía sau đó chính là 5.000 vạn cả xin hỏi dưới tình huống như vậy ai có thể cùng lương ca cạnh tranh đệ nhất ngoại trừ hổ sĩ bình đài quang phương trà phiếu ở ngoài đó phải là người nào tới người đó chết a à? kỳ thực hổ sĩ bình đài quang phương không dám trà phiếu bởi vì một ngày hổ sĩ bình đài quang phương trà phiếu đó không phải là hố an lương sao thực sự làm an lương là người ngu giả như nói hổ sĩ bình đài thật muốn lừa gạt đó chính là đắc tội an lương an lương cam đoan trực tiếp làm cho dương mậu di rời khỏi hổ sĩ bình đài chuyển đầu hổ sĩ bình đài đối thủ cá mập bình đài hổ sĩ bình đài muốn mò tiền cái kia hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nhưng không thể tự mình hạ tràng hoặc là bồi dưỡng tiểu đệ đăng tràng đó là đang vũ nhục người chỉ số iq giữa phòng ngủ tiểu hồ ly tinh trúc vào an lương trong khuỷu tay nàng thích an lương ở bên người nàng cảm giác nàng đặc biệt thích ở an lương trong khuỷu tay đi vào giấc ngủ cái loại cảm giác này đặc biệt kiên định an lương mở ra hổ sĩ bình đài ra xét 2019 hàng năm streamer tranh cử hoạt động bình chọn tình huống, hắn thô sơ giản lược quét một vòng xếp hạng tình huống, Dương Mậu Di như trước xếp hạng đệ nhất. Còn lại streamer cư nhiên không đuổi rồi hả? Dương Mậu Di rõ ràng mới, chỉ có, không đủ 40 triệu phiếu, chẳng lẽ liền muốn cái này dạng thắng? Chương 1087, trực tiếp chịu thua. 3. 10. Cầu hoa tư duyệt vé tháng. Hổ sĩ bình đài hàng năm streamer tranh cử trong hoạt động, Dương Mậu Di như trước cao cư đầu bảng. Hiện nay Dương Mậu Di tổng số phiếu đạt được 39, 822, 663 phiếu, An Lương chỉ cho Dương Mậu Di trà 3.300 vạn phiếu, tương đương với Dương Mậu Di chính mình hấp thu vượt lên trước 600 vạn phiếu. Cái này cái tiểu hồ ly tinh rút thưởng trung tâm thật không ngờ cường đại. Có điểm đồ đạt nha. Tên thứ hai vẫn là triệu cao, chỉ có 21, 202, 984 phiếu, hắn số phiếu tốc độ tăng trưởng không bằng Dương Mậu Di, đồng thời tổng số phiếu trên lệch vượt qua 1.800 vạn phiếu. Tên thứ ba lại là Hắc Tâm cái này một cái người mới vừa xông phá một ngàn vạn, đạt tới trăm 716 phiếu, nàng và Dương Mậu Di trên lệch vượt qua 2.800 vạn phiếu, như vậy trên lệch quá xa, trên cơ bản mất đi cạnh tranh để nhất khả năng tính. An Lương mở ra hồi lâu không có mở ra hổ sĩ tiểu đồng bọn đàn, hắn ở trong đám đó gửi đi tin tức. Thư sinh không phụ, có người ở sao? Chuyện xưa, người mất tích trở về. Khang tử, cung nên siêu thần đế hoàng đại lão. Bạch Dương, Ngoạ Tào. Phu quân đại ca, vẫn là hồ ly streamer. Đọc thơ, chắc là phu quân đại ca chứ. An lương siêu thần đế hoàng tài khoản hàng ngày bị Dương Mậu Di sử dụng, cho nên mới có người hoài nghi An lương xã giao tài khoản có phải hay không cũng cho Dương Mậu Di. Đáp án tự nhiên là phủ định. Thư sinh không phụ, hình ảnh. Thư sinh không phụ, hàng năm streamer tranh cử hoạt động số phiếu thấp như vậy sao? Thư sinh không phụ, có không có có cái gì tin tức nội tình. Thư sinh không phụ, chẳng lẽ tất cả mọi người không tranh giành nữa? Chuyện xưa. Chuyện xưa, có sao nói vậy, ta dĩ nhiên không cách nào phân biệt phu quân đại ca đến tục cùng là trang bức đâu, hay là thật không biết tình huống. Khang tử, tán thành. Đọc thơ, đây mới là kinh khủng nhất được không? Bạch Dương, phu quân đại ca, ta khả cầu van ngươi, ngươi chính là nguyên nhân được không? Thư sinh không phụ. Chuyện xưa, thật không biết. Thư sinh không phụ, hàng ngày không chú ý hổ sĩ, gần nhất sự tình một đống lớn, các ngươi năng nỉ một chút huống hồ, chờ một chút cho các ngươi phát phúc lợi. Chuyện xưa, ta tới nói, ta tới nói, ta muốn phúc lợi. Chuyện xưa, chủ yếu là phu quân đại ca quá mạnh, một lần soát 1.500 vạn, ai đây chịu nổi à? Chuyện xưa, chúng ta hắc tâm nhà hoàng Mỹ công hội trực tiếp tại nội bộ tuyên bố rời khỏi cạnh tranh. Đọc thơ, gần nhất chú ý đại tầng công hội đồng dạng tại nội bộ tuyên bố chỉ lấy tên thứ hai. Bạch Dương, Trang Chu bên kia cũng biểu thị không tranh giành nữa. Thư sinh không phụ, bọn họ sợ cái gì, ta rất phân rõ phải trái, đại gia bằng bản lĩnh cạnh tranh. Chuyện xưa, bọn họ chính là sợ bằng bản lĩnh cạnh tranh A. Chuyện xưa, chúng ta lén lúc hỏi một chút, phu quân đại ca, nếu có người vượt qua hồ ly streamer, người biết xử lý như thế nào? Thư sinh không phụ, xem ta tên. Chuyện xưa. Thư sinh không phụ, lần này, thư sinh sẽ không cô phụ hồ yêu. Thư sinh không phụ, cảm ơn huynh đệ nhóm, phát một cái phúc lợi A. Thư sinh không phụ, thứ hai thứ ba đồng kỳ hạn giao hàng sẽ phải dâng lên, cầu ổn đâu, vậy bên trên ba đô đồng thị trường hàng hóa phái sinh, gấp 10 lần trong vòng đòn bẫy đều không có chuyện, thứ tư buổi sáng trực tiếp chạy trốn đi ra. Thư sinh không phụ, nếu như hiểu kỳ hạn giao hàng, to gan một điểm đâu, vậy bên trên luân đồng thị trường, tình huống bên kia chính mình phán đoán. Thư sinh không phụ, không nói, ta đi cấp tiểu hồ ly đầu điểm phiếu, miễn cho những người này trộm thác. Chuyện xưa, đại lão đi thông thả. Bạch Dương, dĩ nhiên là đồng thổi lên kỳ hạn giao hàng đại lão, thảo nào không thiếu tiền. Đọc thơ, quả nhiên là thực sự đại lão khang tử ta không ngày học hàng làm sao làm có hay không huynh đệ hội dạy một chút ta ta muốn lên xe chuyện xưa cùng là sẽ không đồng dạng muốn lên xe đại lão đều tiết lộ phúc lợi ta muốn đặt vốn lớn bạch dương thắng biệt thự người mẫu trẻ thua xuống biển làm việc đọc thơ ta biết một chút các ngươi thật muốn làm chuyện xưa nhất định phải làm phu quân đại ca là cái gì đẳng cấp còn có thể lừa phỉnh chúng ta khang tử chủ yếu là phu quân đại ca làm cho tự chúng ta làm nếu như lừa phỉnh chúng ta, hắn có chỗ tốt gì? Bạch Dương, có đạo lý. Bạch Dương, ta cũng sẽ, ta mở một cái video dạy các ngươi như thế nào mở tài khoản, như thế nào tiến nhập ma đô đồng thị trường hàng hóa phái sinh, lại như thế nào thao tác. Chuyện xưa, làm làm làm. An Lương tự nhiên không để ý đến hổ sĩ tiểu đồng bọn bày tình huống, dù sao cũng thuận nước dông thuyền mà thôi, thuộc về một cái nhất tay thu được một phần nhân tình. Tiểu Hồ Ly, điện thoại di động của ngươi cho ta một cái. An Lương chào hỏi Dương Mậu Di. Dương Mậu Di đem điện thoại di động của nàng đưa cho An Lương, hoàn toàn không lo lắng An Lương có phải hay không biết kiểm tra điện thoại di động của nàng tin tức gì gì đó, nàng như trước rút vào An Lương trong khuỷu tay, hưởng thụ An Lương ấm áp. An Lương cầm Dương Mậu Di điện thoại di động, hắn trực tiếp một chút mở hổ sĩ bình đài áp, sau đó mở ra phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn là đóng cửa camera cùng microphone tuyển hạng. An Lương chỉ là muốn đổi một cái phòng danh mà thôi. Dương Mậu Di phát sóng trực tiếp gian tên vốn lạc may mắn hồ ly vui sướng thời gian, bây giờ bị An Lương đổi thành thư sinh không phụ sông đệ nhất, tiêu đề. An Lương trực tiếp rõ ràng thái độ. Chương 1088, sông Hỷ Lâm Môn. 4, 10, cầu hoa tư duyệt vé tháng. An Lương sửa đổi dương mẫu di phát sóng trực tiếp gian tên sau đó, hắn trước liên hệ may mắn một đời hệ thống, làm cho may mắn một đời hệ thống nạp tiền 1.500 vạn hổ sĩ tiền, sau đó đăng nhập chính mình siêu thần đế hoàng tài khoản. Hiện nay An Lương siêu thần đế hoàng tài khoản đã đổi thành thư sinh không phụ, tên, hắn tiến nhập dương mẫu di phát sóng trực tiếp giang, căn bản không có lòe loẹt một, một lần một lần nạp tiền. Dương Mậu Di hiện nay ở hổ sĩ bình đài địa vị đã không lại cần An Lương đi qua tiếp theo phí lạp nhân khí. Sở dĩ An Lương trực tiếp một lần toàn bộ nạp tiền, sau đó sẽ liên tục tặng cho 1.650 vạn hàng năm phiếu cho Dương Mậu Di, làm cho Dương Mậu Di niên kỹ độ phiếu trực tiếp vượt qua 5.600 vạn phiếu. An Lương ở một lần nạp tiền thời điểm, Dương Mậu Di phát sóng trực tiếp gian trung liền hấp dẫn đại lượng An Dư quần chúng, hiện tại An Lương trực tiếp tống suốt 1650 vạn phiếu sau đó, lại vẫn hấp dẫn một số người theo tiễn phiếu. Nhưng càng nhiều hơn ăn dư quần chúng đã bắt đầu khắp nơi tuyên truyền, biểu thị hồ ly streamer trong nhà đại ca lại trà 1.500 vạn đi ra. Xếp hàng thứ hai triệu cao phát sóng trực tiếp thời gian mặt, triệu cao nhìn lấy rậm rạp chằng chịt đạn mạc, hắn ôn hòa nhã nhặn giải thích. Liên quan tới thư sinh đại ca phải dẫn hồ ly streamer xong để nhất sự tình, các ngươi cũng không cần mang tiết tấu, ta à, có thể minh xác nói cho các ngươi biết, trước mắt kim cương công hội cùng bạch kim công hội, toàn bộ đều bỏ qua trùng kích đệ nhất. Triệu cao nói rõ nói thư sinh đại ca là thật quá mạnh, cái này đệ nhất đã đặt trước, chúng ta căn bản sẽ không tranh, liền hổ sĩ bình đài đều thỏa hiệp. Triệu Cao tiếp tục nói. Lại tiết lộ một cái đại dư, lúc không giờ, hổ sĩ bình đài biết đổi mới hàng năm streamer tranh cử hoạt động bổ sung điều khoản, tăng thêm nữa một cái tên thứ 11 thưởng cho, đồng thời từ đệ nhất danh đến tên thứ 11 đều toàn bộ thêm thưởng, nguyên bản tên thứ hai sẽ được hiện tại đệ nhất danh đại khái 80% thưởng cho. Triệu Cao nói rõ nói. Sở dĩ các ngươi hiện tại hiểu không? Triệu Cao cảm thán nói, hổ sĩ bình đài đều thỏa hiệp, nếu hồ ly streamer muốn để nhất danh, vậy hãy để cho hồ ly streamer để nhất danh, trước cho hồ ly streamer tăng thêm thưởng cho, sau đó thêm vào thưởng cho tên thứ 11. Tương đương với hồ ly streamer độc nhất ngăn cản tồn tại, nàng ở trên trời bao quát chúng sinh, chúng ta những thứ này tiểu streamer lại tới đoạt tên thứ hai. Triệu Cao bổ sung nói rằng, cái này hổ sĩ bình đài cũng là có ý tứ. Như vậy thao tác dưới tình huống Hoàng Mỹ tránh khỏi Dương Mậu Di cùng An Lương bất mãn, dù sao bọn họ đã cho Dương Mậu Di tiếp tục tăng thêm thưởng cho, đồng thời lại dùng tên thứ hai đến tên thứ 11 một lần nữa làm cho còn lại streamer tranh đấu. Không thể không nói hổ sĩ Bình Đài luôn là sơ tâm không thay đổi, vì để cho khán giả cày tiền, bọn họ là cái gì phương án đều làm được. Vẫn thật là là, có tiền, cái gì cũng được. Tiếp cận lúc không giờ, An Lương mới vừa lần thứ hai trấn áp tiểu hồ ly tinh, hắn lại một lần nữa lấy được bảo vệ chính đạo vinh dự thưởng cho, hai người sau khi rửa mặt, tiểu hồ ly tinh tra xét các nàng hổ sĩ bình đài tiểu tỷ muội đàn tự nhiên nhìn thấy hổ sĩ bình đài hàng năm stream tranh cử hoạt động bổ sung thưởng cho đại vương ngươi xem một chút hổ sĩ bình đài cúi đầu đâu dương mậu di đem điện thoại di động của mình trình diễn cho an lương kiểm tra an lương cấp tốc xem xong rồi hổ sĩ bình đài đổi mới thông cáo dường như triệu cao nói giống nhau hổ sĩ bình đài trực tiếp cúi đầu đang lấy lòng dương mậu di cùng an lương dưới tình huống tăng thêm mới thưởng cho do đó làm cho hàng năm streamer tranh cử hoạt động tiếp tục bảo trì lửa nóng tình hình chiến đấu cái này hổ sĩ bình đài thật sự có độc. An lương nhổ nước bọc lấy, gom tiền hoạt động luôn là làm được dụng tâm như vậy. Dương Mậu Di vui vẻ đáp lại nói, đại vương uy vũ. Đại vương vô địch. Đại vương, ngươi đây là khai sáng hổ sĩ bình đài lịch sử đâu? Dương Mậu Di kích lệ nói rằng. An lương ngược lại không có quá kích động, bởi vì hắn tốn thật nhiều tiền, hắn chính là hổ sĩ bình đài giáp vương ba ba, thành tựu cung cấp phục vụ phe ức. Hổ sĩ Bình Đài tự nhiên muốn suy nghĩ giáp phương ba ba cảm thụ sở dĩ hổ sĩ bình đài làm được chuyện như vậy, chẳng lẽ không đúng phải sao? Ken. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, xin thông qua tiểu hồ ly tinh thực hiện ức vạn tử tôn không về kỳ. Quét thưởng, ức vạn tử tôn không về kỳ thưởng cho thẻ một. Di. Cái này nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Dựa theo nhiệm vụ miêu tả tình huống, sợ rằng thông thường hàng yêu phục ma không có hiệu quả, nhất định phải khởi động thung lũng trò chơi, an lương tuyển trạch SDT làm dập sờ vị, dương mậu di tuyển trạch tam ken làm phụ trợ vị. Chắc là trước quy phía sau về đúc thao tác chứ. An lương ngẫm lại, đại khái hẳn là là như vậy thao tác mới có thể thu được cái này một phần thưởng cho. Vĩ đại tổ tông nói thật hay, chỉ nghĩ là không có ích lợi gì, chỉ có thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Đến tột cùng có thể hay không thu được thưởng cho, thực tiễn một cái không phải tốt. Vì vậy chính đạo cự bá an đạo trưởng hóa thân thung lũng FDT, tiểu hồ ly tinh tinh thông biến hóa chi thuật, trực tiếp sử dụng tam khen phụ trợ. Trải qua hơn nửa giờ thực tiễn trắc thí. An Lương xác định suy đoán của mình là chính xác thực, bởi vì may mắn một đời hệ thống đã gợi ý An Lương thu được thưởng cho. Tấm thứ hai Ức Vạn Tử Tôn không về kỳ tới tay. Ngày hôm nay thực sự là một cái vui vẻ thời gian, phía trước ở trúc hải ngư trang thu được một tấm Ức Vạn Tử Tôn không về kỳ thưởng cho thẻ, hiện tại vừa được tấm thứ hai, sở dĩ là song hỷ lâm môn, đúng không? Chương 1089, cường hãn thưởng cho, vận mệnh lựa chọn, lượng tử trống rỗng. Năm 10, cầu hoa tư duyệt vé tháng hai tháng phân ngày cuối cùng, Saturday. Ngày này là hổ sĩ bình đài cùng Hoa nhật, bởi vì hổ sĩ bình đài tăng thêm hàng năm streamer tranh cử hoạt động thưởng cho sau đó, nguyên bản không khí trầm lặng niên kỷ độ streamer tranh cử hoạt động lần nữa náo nhiệt lên. An Lương cùng Dương Mậu Di đều không để ý đến hàng năm streamer tranh cử hoạt động, bởi vì từ nhìn trước mắt, Dương Mậu Di đã khóa được rồi để nhất danh, đồng thời tên thứ hai căn bản không khả năng xông lên. Chủ yếu là tên thứ hai xông lên giá quá lớn, không chỉ cần có đại lượng tiền tài, còn muốn đắc tội An Lương, đồng thời không nhất định biết hồi vốn, sở dĩ gần như không có khả năng mạnh mẽ xông lên. Lúc ban ngày, An Lương cùng Dương Mậu Di lại mang lên Nam Như chụp ảnh phòng làm việc, cùng nhau quay chụp thịnh khánh thịt khô cùng thịt xương sườn, cùng với heo cây đề, còn có tê cây lạp xưởng đặc sản. Lần này video là tăng giờ làm việc cắt nối biên tập xử lý, An Lương tới một cái khôi hài phiên bản lời bộc bạch giải thích, Dương Mậu Di tự nhiên là chính thức phiên bản giải thích, hai cái phiên bản đều sẽ tuyên bố ở YouTube cùng ti đứng. Buổi tối tiếp cận 11 giờ, hai người mới một lần nữa trở lại Lâm Sơn Cư, An Lương trước tiên quan tâm hổ sĩ bình đài hàng năm streamer tranh cử hoạt động, bởi vì hắn dẫn dắt Dương Mậu Di bắt được đệ nhất danh, đem hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ nhất, cái này một còn nhiệm vụ quan hệ đến đặc thù nhiệm vụ. An Lương thật tò mò đến tột cùng có thể thu được cái gì nghĩ thưởng. Buổi tối lúc 11 giờ, Dương Mậu Di mở ra phát sóng trực tiếp, nàng muốn bù một dưới may mắn hồ ly rút thưởng trung tâm thời gian, chuyện này phía trước ở Nam như chụp ảnh phòng làm việc làm thêm giờ thời điểm, nàng liền trước giờ đi qua sửa chữa phát sóng trực tiếp gian phòng danh nói rõ. Dương Mậu Di phát sóng may mắn hồ ly rút thưởng trung tâm, An Lương tự nhiên quan tâm hàng năm streamer tranh cử hoạt động tình huống, tiền tam danh cũng không có thay đổi di chuyển. Tiểu hồ ly tinh cao cư đệ nhất, triệu cao ngày lễ thu gặp vượt lên trước 600 vạn phiếu, hiện nay đã vọt tới hơn 27 triệu phiếu cao độ, nhưng trừ phi đại tầng công hội xuất thủ, sợ rằng triệu cao thành tích không hơn. Tên thứ ba cùng tên thứ tư theo thứ tự là Hắc Tâm cùng Nhất Mộng, hai người đang ở cạnh tranh tên thứ ba, hai người đều là hơn 12 triệu phiếu, nhìn trước mắt cạnh tranh tương đối kịch liệt. Những thứ này cạnh tranh đều không có quan hệ gì với Dương Mậu Di, bởi vì Dương Mậu Di tổng số phiếu đã vượt qua 5.700 vạn, vượt lên đầu tên thứ hai triệu cao vượt lên trước 30 triệu phiếu, đơn giản mà nói, triệu cao niên kỷ độ số phiếu số lượng gấp bội đều không có Dương Mậu Di nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, An Lương tùy thời chuẩn bị an bài may mắn một đời hệ thống nạp tiền, sau đó sẽ cho tiểu hồ ly tinh trà phiếu, do đó bảo trụ đệ nhất danh. Kết quả hắn chờ a chờ a chờ buồn ngủ đều tới, vẫn không có người nào uy hiếp bờ được Dương Mậu Di đệ nhất danh. Dù cho đệ nhị danh triệu cao ở sau cùng bạo phát một cái, nhưng cuối cùng được phiếu cũng liền hơn 39 triệu phiếu, liền 4.000 vạn phiếu đều không có xông lên, làm sao uy hiếp bờ đạt được Dương Mậu Di. Tên thứ ba xuất hiện ngoài ý muốn. Nguyên bản hắc tâm vẫn ổn định ở tên thứ ba, nhưng sau cùng thời điểm, đến từ trang chu công hội nhất mộng lấy hơn 21 triệu phiếu thành tích vượt qua hắc tâm hơn 20 triệu phiếu thành tích, trực tiếp nhắm tên thứ ba hắc tâm đau mất tên thứ ba. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ nhất, ngày xưa vương giả, trọng trưởng thế giới. Đang ở tham khảo đặc thù nhiệm vụ, vận mệnh lựa chọn, thành thục cùng thiên chân thưởng cho tin tức, xin sau khi. Xét thấy ký chủ đã tại, vận mệnh lựa chọn, trung tuyển chọn ở ngây thơ, lần này liên hoàn nhiệm vụ vòng thứ nhất quét thưởng, đem căn cứ vào nên tuyển trạch tiến hành. Chúc mừng ký chủ thu được đặc biệt tưởng thưởng, vận mệnh lựa chọn, lượng tử trống trống. Vận mệnh lựa chọn, lượng tử trống trỗng làm ký chủ gặp mặt không biết cấp độ pháp luật cùng đạo đức nguy hiểm thời điểm, hệ thống khiến cho dùng vượt vận mệnh lựa chọn, lượng tử trống rỗng, do đó ở không biết cấp độ giải quyết vấn đề tương quan. Cụ thể phương án giải quyết, để cho hệ thống tự làm quyết định, ký chủ sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, nhưng không biết tầng diện pháp luật cùng đạo đức phiêu lưu, đem bị triệt để gỡ ra. Cái này, An Lương biểu thị kinh ngạc. May mắn một đời hệ thống đến tột cùng như thế nào làm được? Bởi vì căn cứ may mắn một đời hệ thống gợi ý, An Lương hoặc nhiều hoặc ít đoán được cái này một cái tưởng thưởng ý tứ. Đừng nói cái gì không biết tần diện pháp luật cùng đạo đức phiêu lưu, chính là ở nơi này một cái trong thế giới hiện thực, hắn đều biết dù cho không có vấn đề pháp luật, nhưng là tồn tại đạo đức khiển trách phiêu lưu. Cái kia may mắn một đời hệ thống làm sao làm xong không biết cấp độ nguy hiểm. An Lương không nghĩ ra. Bất quá may mắn một đời hệ thống hứa hẹn không có bất cứ vấn đề gì, không biết tần diện pháp luật cùng đạo đức phiêu lưu đem bị triệt để gỡ ra, cái kia An Lương liền trực tiếp tin, bởi vì may mắn một đời hệ thống chính là cường đại như thế. May mắn một đời hệ thống đổi mới nhật ký. Kích hoạt vận mệnh lựa chọn, lượng tử trống rỗng thưởng cho. Đang ở một lần nữa sửa chữa thế giới hiện tại không biết cấp độ nhận thức độ phương thức. Làm tốt chủ hành vi ở không biết cấp độ tồn tại pháp luật cùng đạo đức nguy hiểm thời điểm, hệ thống đem tự động bao trùm cùng sửa chữa không biết cấp độ một vốn một lời thế giới nhận thức phương thức. Nên thao tác đem đi qua lượng tử cơ học điệp gia nguyên lý vướng víu nguyên lý lượng tử không lường được nguyên lý thực hiện bất luận cái gì không biết cấp độ đối với tương quan thao tác tiến hành quan sát, đem chỉ có thể quan sát được hệ thống sửa chữa phía sau nhận thức phương thức. Do đó ở nhận thức cấp độ bên trên trực tiếp gỡ ra không biết tầng diện đạo đức cùng pháp luật phiêu lưu. Lần này đổi mới tin tức ẩn dấu biểu hiện. Hèn mọn phát nhai tác giả, xem hiểu tiếng vỗ tay. Chương 1090, Anh ngữ nghề nghiệp chuyển tự động hóa. 6, 10, 13, 2 v đất hoa tươi. May mắn một đời hệ thống mới thưởng cho ở An Lương Thoạt nhìn lên có điểm không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại mùi vị, ngược lại hắn biểu thị không có thấy quá hiểu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đoán được là có ý gì. Sở dĩ. Có chút hoa ngữ ẩn nút tin tức, có phải hay không liền có thể nói ra rồi hả? An Lương đang miên man suy nghĩ thời điểm, may mắn một đời hệ thống lại phát ra mới gợi ý. Ken. Đặc thù nhiệm vụ, chính nghĩa vinh quang, xong xuôi, sở hữu tưởng thưởng hổ sĩ tiền nạp tiền định mức đem vĩnh cửu bảo lưu. Ký chủ có thể bất cứ lúc nào vì bất luận cái gì tài khoản nạp tiền tùy ý không cao hơn giải thưởng lớn nhất lệ ngạch độ hổ sĩ tiền, An Lương nhìn lấy may mắn một đời hệ thống phát ra mới gợi ý, hắn có một chút ý hưng lan sang mùi vị, cho nên bây giờ hàng yêu trừ ma đều không có tưởng thưởng sao. Như vậy giúp đỡ chính nghĩa, An Lương cảm thấy tuyệt không hương. An Lương ngược lại không phải là cảm thấy thung lũng trò chơi không dễ chơi, mà là cảm thấy ít một chút ý tứ, thẳng thắn rời khỏi trò chơi, làm cho tiểu hồ ly tinh học tự động hóa nghề nghiệp A. Hàng yêu trừ ma là không có khả năng hàng yêu trừ ma, tự động hóa nghề nghiệp càng hương. Tiếp cận một giờ sáng, Dương Mậu Di may mắn hồ ly rút thưởng trung tâm phát thưởng cho kết thúc, nàng nhanh chóng nói, cảm tạ các vị người xem chống đỡ, cảm tạ mọi người chúc phúc, lần này bắt được đệ nhất danh ta cũng rất vui vẻ, trước dưới lạp, ngày mai gặp lại. Dương Mậu Di lại tới rồi một cái tốc độ ánh sáng dưới truyền bá. Còn như lấy được hổ sĩ bình đài hàng năm streamer tranh cử hoạt động đệ nhất danh vinh dự. Dương Mậu Di thực sự không để bụng. Dù sao hiện tại Dương Mậu Di phát sóng trực tiếp thời gian tương đối ít, ngoại trừ thứ bảy cuối tuần mở một cái may mắn hồ ly rút thưởng trung tâm, nàng trọng tâm càng nhiều là chết đi đến chế tác mỹ thực phim phóng sự mặt trên bởi vì dương mậu di rất biết rõ đây mới là nàng căn cơ còn như may mắn hồ ly rút thưởng trung tâm sự tình chỉ có thể nói có thể làm bao lâu vậy làm bao lâu một ngày xuất hiện vấn đề nàng có thể lập tức bỏ dở đại vương chúng ta lấy được đệ nhất danh dương mậu di vui vẻ nói an lương khẳng định gật đầu giống như chúng ta lấy được đệ nhất danh ngươi là giỏi nhất cảm ơn đại vương dương mậu di vui mừng nói sau đó bổ sung thêm đúng rồi, đại vương, ước định giữa chúng ta, ngươi còn nhớ rõ sao? À, An Lương sửng sốt một chút, hắn cùng Dương Mậu Di trong lúc đó có cái gì ước định? Không xong. Hệ thống có ở đây không? Mau cứu cứu. Tuy là An Lương ký ức phi thường tốt, nhưng bởi vì có tốt mấy nữ bằng hữu, hắn một số thời khắc cũng không thể tránh khỏi không nhớ được tất cả mọi chuyện. Bất quá may mắn một đời hệ thống tưởng thưởng nguy hiểm năng lực linh cảm không có nhắc nhở. Sở dĩ An Lương không phải đã quên chuyện trọng yếu gì sao? dương mậu di nhìn lấy an lương bộ dạng nàng gắt giọng đại vương ngươi không muốn giả vờ ngây ngốc chúng ta nói xong rồi ngươi cho ta soạt lễ vật ở khấu trừ chia làm cùng thuế vụ sau đó ta có thể bắt được toàn bộ đều trả lại cho ngươi hại cái này cái tiểu hồ ly tinh có phải hay không thích ăn đòn dĩ nhiên là như vậy chuyện nhỏ an lương còn tưởng rằng là đại sự tình gì đâu dĩ nhiên có chuyện như vậy an lương biết rõ còn hỏi đáp lại dương mậu di liền vội vàng nói có có đại vương ngươi không muốn chơi xấu, chúng ta nhưng là nói xong rồi. Thật sự có sao? An lương nhạo bán đùa với tiểu hồ ly tinh. Thật sự có. Dương Mậu Di đi tới An Lương bên người, nàng chủ động ôm lấy An Lương, Đại Vương, chúng ta không thể ăn vạ, đó là không tốt hành vi. Trong mắt ta, Đại Vương là một cái nhất ngôn cửu đỉnh nam nhân, như vậy Đại Vương không có khả năng ăn vạ. Dương Mậu Di bắt đầu sáo lộ An Lương. Hắc. An Lương vỗ một cái Dương Mậu Di, ngươi cái này con tiểu hồ ly, nơi nào học được những sáo lộ này. Dương Mậu Di cười đáp lại, ta xem các nàng phát sóng trực tiếp thời điểm học được. An Lương dây hiểu. Có chút phát sóng trực tiếp tiểu tỷ tỷ là thật biết liếm đại ca. Đại vương, ta tính toán coi một cái, ngươi nạp tiền 4.500 vạn, để hoàng tài khoản có 10% nạp tiền biếu tặng, đó chính là 4.950 vạn tổng nạp độ. Dương Mậu Di nói rõ nói. 4.500 vạn nạp tiền định mức ở nạp tiền sau đó, vậy thì tương đương với hao hổ sĩ bình đài 450 vạn lông dê sở dĩ lương ca lại kiếm. Ngược lại hổ sĩ bình đài biểu thị bọn họ không có thua thiệt. Hổ sĩ bình đài cùng chim cánh cục bình đài không giống với, hổ sĩ bình đài là quan minh chánh đại biểu thị chúng ta sẽ không thua thiệt, chim cánh cục bình đài là ngày ngày đều ở tại thua thiệt, người chơi nhóm còn không ủng hộ một chút tiểu mã ba ba. An lương phía trước cùng hổ sĩ bình đài tiến hành rồi hiệp thương, hắn khen thưởng cho dương mậu di thời điểm, sẽ được 80% chia làm, cái này một cái chia làm tỷ lệ xa xa cao hơn phổ thông streamer tỷ lệ. Phổ thông streamer trên căn bản là 30% đến 33%, liền 35% đều ít vô cùng. Dương Mậu Di nói tiếp, Đại Vương khen thưởng ta có thể bắt được 80%, khấu trừ thuế vụ sau đó, cuối cùng là 3.168 vạn, cái này một tháng đến trướng sau đó, ta liền cho Đại Vương đánh tới. Cái này cái tiểu hồ ly tinh A. À. An Lương thở dài nói, ngươi liền chính mình giữ đi. Không muốn. Dương Mậu Di phủ định cự tuyệt. Đại Vương, chúng ta nói xong rồi, không phải sao? dương mậu di thật lòng thành ý nói nàng không muốn muốn an lương tiền bởi vì nàng sợ hãi cái này dạng sẽ để cho an lương không vui cuối cùng để cho hai người tách ra cái này cái tiểu hồ ly tinh đang cùng an lương quan hệ chung nàng kỳ thực nằm ở càng thấp một phương nhưng chính là như vậy hèn mọn làm cho an lương càng thêm thương tiếc nàng bằng lòng ngươi ngược lại là có thể nhưng ngươi cũng muốn bằng lòng ta một chuyện an lương lộ ra một vệt cười xấu xa ừm dương mậu di nghi hoặc ngươi là anh ngữ nghề nghiệp chứ an lương hỏi dương mậu di khẳng định gật đầu từng ân thật chẳng lẽ có người không hiểu tự động hóa nghề nghiệp